hôm nay Thu Hương đang ở Montgomery City, hướng Bắc Houston, Texas. Hello everyone. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương đang ở Montgomery City, hướng Bắc Houston, Texas. Quý vị ơi, cái khu nhà này nó nằm giữa Conroe and Woodland, cách Woodland Mall 20 phút. Rồi xung quanh đây nhiều chợ lắm quý vị ơi. Kroger, Target, Walmart, Costco, cách đây chỉ có 10 phút. Khu nhà này là hoàn toàn mới nha quý vị, của MI Builder, nghĩa là họ mới bắt đầu thôi. Xung quanh chưa có nhà, chỉ có một cái nhà model home này thôi. Giá ở đây là bắt đầu từ chỉ có 270.000 quý vị ơi. 1633 square feet, 3 phòng ngủ, 2 and half bath, 2 carrara, mà giá chỉ có bắt đầu từ 270.000, quá good deal. Tiền thuế thì 3 chấm. Nếu mình xin giảm thuế thì còn 2.8, tiền SOA chỉ có 650 đồng một năm. Bây giờ Thu Hương thân mời quý vị vào khám phá ngôi nhà của MI Builder nhé. Xin mời. Khu này hoàn toàn mới nha quý vị, nó chưa có build nhà, chỉ mới bắt đầu cái nhà mẫu này thôi. Khu này trường học rất là tốt, mình ở ngoại ô nên trường học tốt lắm quý vị. Các cháu về để học thì quý vị không phải lo. Đây, Thu Hương xin mời quý vị vào khám phá ngôi nhà của MI Builder. Như quý vị thấy, ngôi nhà rất là khang trang, high ceiling. Bây giờ bên trái Thu Hương là half bath để dành cho khách nha quý vị. Đó, Builder này họ trang trí cái màu cũng rất là dễ thương quý vị ơi. Rồi mình đi vào bên trong. Ở đây là family room, high ceiling 10 feet. Mình có hai cái window ở đây, rồi hai cái window ở đây, rất là thoáng nha quý vị, nhìn coi ánh sáng vào rất là sáng sủa cái nhà, thích quá. Rồi mình kế bên là cái kitchen. Wow, cái nhà có 270.000 mà cái kitchen cũng rộng rãi quá quý vị. Đó, quý vị thấy bên đây là cái sink rửa chén nè. Rồi sau lưng của Thu Hương là microwave, cái bếp. Học tủ thì cao ráo, rộng rãi. Đó, rồi chính giữa mình có cái island. Đây là cái closet để mà mình để đồ ăn nha quý vị. Mà Thu Hương quên nữa, bên đây mình có cái closet bên đây để mà để hai cái máy giặt ở đây. Coi đẹp ha, làm hai cánh cửa coi đẹp ghê quý vị. Hiện tại cái khu nhà này hoàn toàn mới nên họ đang có một cái option là họ cho mình máy giặt, máy sấy nếu mà mình mua đồ nha, rồi cho tủ lạnh nữa nha quý vị. Rồi nếu mình build nhà nó còn cho nhiều hơn nữa, một tí Thu Hương sẽ nói thêm. Rồi mình bước ra đây là cái dining room. Quý vị thấy không, ở đây nó có thêm một window nè. Nhà này là không lo về ánh sáng, rất là đẹp. Rồi mình vào bên trái sẽ là cái master bedroom nha quý vị. High ceiling 10 feet, đẹp quá quý vị ơi, sang lắm. Quý vị thấy nó có 1, 2, 3, 4 cái window. Wow, cái nhà này ở tốn điện lắm đó quý vị. Nhiều cửa sổ, ánh sáng vào đầy cả nhà luôn. Bước vào đây, quý vị ơi, cái bathroom này cũng đẹp quá. Nó có hai cái sink màu trắng đẹp quá.
tủ màu rây nè, rồi cái phòng tắm đứng. Đó, builder MI nó làm cái màu nhã nhặn đẹp sang. Rồi cái này, trong này là cái toilet, rồi mình vào đây là cái closet cũng rộng rãi. Quá good deal không quý vị? 270.000, giá bắt đầu từ 270.000, 2633 square feet, 3 phòng ngủ, 2 and half bath, 2 carara. Mà nhìn cái căn nhà nó xây cũng rất là chất lượng quý vị ơi. Khi mà mình Thu Hương bước ra cái phòng master thì phía sau nè, có cái cửa phía sau nè quý vị. Đó, 270.000 mà có luôn cái patio. Quý vị thấy không? Rồi 4 vách thì bằng gạch nữa chứ bộ. Oh wow, quá rẻ luôn. 4 vách bằng gạch trông rất là chắc chắn kiên cố quý vị ơi. Đây, bây giờ Thu Hương vào bên trong nha. Đó, vào bên trong thấy thích ghê không? Phòng bàn ăn nè, phòng ăn nè, nhà bếp nè, tất cả đều thông với nhau. Rất là thoáng, ánh sáng, cửa sổ nhiều. Đẹp, good deal. Rồi mình vào bên trái, nó sẽ có hai phòng ngủ nha quý vị. Đây, cái phòng ngủ, cái này họ mình có thể làm phòng ngủ hoặc là một cái phòng làm việc. Đó, rất là dễ thương. Builder này nó cho làm cái màu xanh nhạt rất là dễ thương quý vị ơi. Cái phòng này có closet nữa nè, tại vì mình có thể làm phòng làm việc hay là phòng ngủ. Rồi, chính giữa hai phòng ngủ thì nó có cái full bath nữa nha. Coi như vậy là mình có 2 and half bath. Cái màu rất là đẹp quý vị thấy không, rộng rãi sang. Đây là cái phòng ngủ thứ ba, mà trước khi vào phòng ngủ thì mình cũng có một cái closet để mà để khăn để đồ nào quý vị. Thêm một phòng ngủ thứ ba nè, cái màu hồng màu xanh dễ thương quá, nó dùng những cái màu phối hợp nhau rất là đẹp. Builder MI làm đẹp quá. Đây là một cái closet nữa. Đó, quý vị thấy không, cái căn nhà nó rất vừa ở cho một cái family, hai vợ chồng, hai đứa con. Quá good quý vị ơi. Hiện tại cái khu này nó quá mới nên nó có những cái deal nó cho mình quý vị. Nếu mà mình đây để Thu Hương đứng đây cho quý vị xem. Đây là nếu mà mình mua cái nếu mà mình chọn cái lot để mà mình build nhà, nó cho nhiều thứ lắm quý vị. Nó cho mình tủ lạnh nè, double oven nè, máy giặt máy sấy nè. Rồi nó cho mình chọn cái đèn, mấy cái đèn ở chỗ island, chỗ kitchen nữa nè. Rồi mình có quyền chọn cái đồ dặn nước, mở nước nữa, rồi cái sink nữa. Rồi hoặc là đèn ở dưới cabinet, là tất cả này là free hết quý vị. Nếu mà mình mua chọn cái lot để build nhà. Cái khu này hoàn toàn mới, nó sẽ build khoảng 600 căn nhà nha quý vị. One story, two story, cái lot từ 40 foot cho tới 50 foot. Rồi, nếu mà mình mua nhà nó xây sẵn thì nó cho mình tủ lạnh. Mình mua cái nhà 270.000 mà còn được cho tủ lạnh nè, máy giặt máy sấy nè, rồi mấy cái hardware của cái kitchen nè. Rồi 10.000 nếu mình mượn tiền của tụi builder này, nó cho mình 10.000 closing cost. Quá good deal quý vị. Giá quá rẻ mà lại nhà Thu Hương thấy nó xây rất là chất lượng, chung quanh nhiều window, 4 vách bằng gạch. Cái kiểu rất là dễ thương. Quá good deal. Mọi người muốn biết thêm chi tiết về cái khu nhà ở Montgomery City này, xin liên lạc Thu Hương nhé. 832-878-2081. Cái nhà khu mới bắt đầu thôi nên nó cho mình quá good deal. Mọi người hãy nhanh lên gọi Thu Hương. Và Thu Hương cũng rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ cái kênh YouTube Nhà Đẹp Tách Xịt của Thu Hương. Thu Hương chỉ mới bắt đầu làm một tháng nay thôi nên chưa có professional, mong quý vị thông cảm. Và tiếp tục like, subscribe, ủng hộ để Thu Hương có tinh thần quay thật nhiều nhà gửi đến cho quý vị xem nhé. Thu Hương cảm ơn rất nhiều. Xin quý vị hãy gọi Thu Hương anytime, bất cứ khu vực nào trong Texas, trong Houston, Cypress, Taos, Richmond,
bất cứ ở đâu. Những anh chị ở xa thường thường là Thu Hương gọi FaceTime để cho các anh chị đó coi nhà. Gọi Thu Hương nhé. Thu Hương cảm ơn rất nhiều. 832 878 2081. Cảm ơn. Bye bye.